Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem là những thiết bị điện tử. Đây, những thiết bị điện tử này. Đây, là gồm có rất là nhiều vàng. Đó, có rất là nhiều vàng trong đó. Đây, những cái bông mạch như thế này. Đây, những bông mạch như thế này. Như vậy nè các bạn. Đây, những bông mạch như vậy. Đấy, các bạn thấy vàng vàng không nào? Đó là rất là nhiều vàng. Đó. Đấy. Cái này vàng này, nó bị u mờ rồi. Kéo này ra. Cái đó nó cũng là vàng đấy. Cái này, những cái chân này cũng bằng vàng này. Đấy, những cái chân bằng vàng đó các bạn. Đó, nó mạ vàng đó các bạn. Ở đây nữa. Đây, mạ vàng nha các bạn. Vàng, rất là vàng nhiều. IC cũng lắm luôn á. Trong IC cũng có vàng nữa đấy. Rồi, chúng ta bỏ mấy cái này qua. Đây. Đây, các bạn thấy không? Vàng này. Đấy, chân vàng như thế này này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, những bông mạch này mình đã cắt ra được một miếng vàng. Đây, vàng mã đấy các bạn. Đó, mình lấy ra cho bông mạch này. Ngoài trừ Trung Quốc ra nha. Đó, rất là nhiều. Đây mình bỏ miếng mặt này qua một bên, mình sẽ bỏ vàng ra cho các bạn xem nha. Mình lấy ra từ đây nè các bạn. Mình lấy ra từ cái mặt này nè. Vàng vẫn còn đấy. Chặt nó ra này. Đó. Chặt nó ra đây. Đấy. In ra băng các bạn. Đó, mình chặt ra từ đó đó. Này. Nó vừa vàng. Đây. Mình sẽ đổ lên trên bộ mặt đi. Cho nó ấn tượng với nha. Đây. Vàng trên bao mặt thấy không ạ? Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đó, có nhiều thợ phân kim nấu vàng đó các bạn. Mà tìm bao mặt để mua nè. Về là nấu ra, nấu ra. Lấy vàng này. Bạc nè. Bạch kim nè. Bạch kim là vàng trắng đó các bạn. Hay gọi là palladium á, vàng trắng á. Đó, các bạn xem này, cái bạc á là nấu ra trong đó có bạc là các bạn đã thu hồi cái vốn rồi, thu hồi cái vốn nấu rồi, cái vàng là cái lời nha các bạn, cái vốn nấu à, ra gió, các loại hóa chất nha, axit, axit chì, soda, xì tẩy, nhiều loại lắm các bạn. Mình cũng từng nấu vàng rồi, mình cũng từng thử, cho nên mình mới làm như vậy nè. Đấy các bạn thấy không, nhìn thấy mất mắt. Vàng nó không ánh nha các bạn, đồng thì nó lì lại nha, đồng nó lì,
nó lì màu, nó không có ống ánh đâu. Đó, vàng nó có ánh kim á. Vàng nó có ánh kim, bạn nhìn thấy vàng với đồng nó khác nhau. Đấy, các bạn thấy không? Vàng với đồng á là nó khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Khi vào camera nó khác nhau lắm. Tự nhiên bị điện tử ta không hoạt ra được như thế này. Cái này là đồ của Gia Băng Nhật, nó màu vàng rất là chắc các bạn, màu vàng 18 luôn á, cho nên nấu ra chất lượng lắm. Này, nay mình review cho các bạn xem. À, trong mạch điện thoại vẫn có nha các bạn, mạch điện thoại cũng có nhiều lắm á. Điện thoại mình lấy ra tình trưng cho các bạn xem nha. À, một cái mạch Nokia đi. Đấy, nó cũng có vàng ống ánh nè các bạn, nhưng mà nó mà không có vàng mà nó có vàng có thiết bị này nè. À, đó các bạn thấy không, đó chân sim cũng màu vàng nữa nè, trên đây nó cũng mạ vàng nữa nè. Đó các bạn thấy không, vàng là hấp dẫn, ai có đam mê vàng để lại số điện thoại mình tư vấn cho cách nấu. Cách nấu vàng mình đã nắm trong tay đó các bạn. Các bạn nào thích nghiên cứu mình tư vấn cho tự đi mua quá chất thành về nấu nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, cảm ơn các bạn nè. Muốn để xem những video tiếp theo, các bạn hãy đăng ký, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách nấu vàng. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.